Một chủ vựa kiện ở thành phố Hồ Chí Minh nghe kể có cây mai rất đẹp nằm ở bãi đất trống tại Bình Dương, chỉ có đôi vợ chồng già trông coi đã nảy sinh ý định cướp cây. Chủ vựa đã cùng 6 đối tượng lái ô tô xe cẩu mang hung khí đi cướp cây mai vàng trị giá hàng trăm triệu đồng. Công an thành phố Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng cùng tang vật gây án. Băng nhóm gồm Phạm Dương Tiễn, 32 tuổi quê Vĩnh Long, Nguyễn Văn Sơn, 40 tuổi quê Đồng Tháp, Trần Thanh Phong, 25 tuổi quê Hậu Giang, Phạm Ngọc Hà, 52 tuổi, Phạm Ngọc Hiền, 45 tuổi, Bùi Văn Đạt, 27 tuổi cùng ngụ thành phố Thủ Đức. Còn một người tên Bình bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang vận động người này ra đầu thú. Rạng sáng 20 tháng 3, băng nhóm này mang theo hung khí và điều khiển một chiếc xe cẩu đến bãi đất trống thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Sau đó, cả nhóm xông vào đe dọa khống chế hai vợ chồng trông giữ cây mai, rồi dùng xe cẩu đưa cây mai đi cất giấu tại khu đất trống trên đường Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan công an, cây mai vàng trị giá 150 triệu đồng được người chủ thuê hai vợ chồng trông giữ. Được biết, hiện là người chuyên kinh doanh cây kiểng tại thành phố Thủ Đức. Người này từng có 2 tiền án về tội hủy hoại tài sản.